Thưa quý vị, camera giám sát đã trở thành thiết bị được sử dụng phổ biến tại nhiều hộ gia đình hiện nay. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách lắp đặt và sử dụng loại camera này một cách an toàn. Thời gian qua thì không ít những vụ việc lộ lọt hình ảnh riêng tư, clip nhạy cảm hay nguy cơ trộm cắp mất tài sản cũng từ camera giám sát mà ra. Vậy đâu là những lỗ hổng có thể dẫn đến rủi ro không mong muốn cho người dùng? Và người dân thì cần phải chú ý những gì khi sử dụng camera giám sát tại nhà, cài đặt các phần mềm ứng dụng trên máy tính, điện thoại, nhất là trong thời điểm cuối năm như hiện nay. Và để có thêm chia sẻ về nội dung đang rất được quan tâm này thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay ông Vũ Ngọc Sơn, giám đốc kỹ thuật công ty cổ phần công nghệ an ninh mạng quốc gia NCS. Và cuộc trò chuyện của biên tập viên Duy Anh cùng với ông Vũ Ngọc Sơn cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng ạ, rất cảm ơn ông Vũ Ngọc Sơn đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, trở lại với nội dung mà chúng tôi đã đề cập ở phần đầu chương trình ạ, thì nhiều người bày tỏ bất an khi mà những hình ảnh hay là clip riêng tư của gia đình từ camera giám sát bị lộ lọt, thậm chí là được giao bán công khai trên mạng. Tại sao điều này lại xảy ra thưa ông? Đây, cái tình huống này thì có thể thấy rằng là những cái camera của những cái nạn nhân này là đã bị hacker xâm nhập và sau đó thì đã thu thập các cái hình ảnh, các cái âm thanh, các cái clip từ những cái camera này. Thì có một số các cái nguyên nhân dẫn tới là các camera an ninh, đặc biệt là những cái camera ở trong các cái hộ gia đình bị hacker xâm nhập. Thì đầu tiên phải nói đến là cái yếu tố về mật khẩu. Một số các cái người sử dụng thì khi mà trang bị các cái camera thì có thể đặt những cái mật khẩu yếu, ví dụ như là những cái mật khẩu dễ đoán là 123456 hay là ABCDE chẳng hạn. Thì đây là những cái mật khẩu rất là dễ đoán và các hacker thì có thể thực hiện cái việc dò mật khẩu để đoán ra cái mật khẩu này. Tình huống thứ hai là khi mà lắp đặt các cái camera này thì những cái kỹ thuật viên họ không thực hiện khuyến cáo người dùng là đổi cái mật khẩu, và có thể là cái mật khẩu của camera thì vẫn là cái mật khẩu mặc định của nhà sản xuất. Thì với mỗi cái hãng camera khác nhau thì sẽ có những cái mật khẩu mặc định mà đi theo từ nhà sản xuất, và những cái mật khẩu này thì đều được công bố công khai ở trên các cái trang giới thiệu sản phẩm của các hãng. Và cái nguy cơ thứ ba đấy là những cái kỹ thuật viên khi mà lắp và đặt các cái camera thì có thể với mỗi cái công ty thì họ sẽ có những cái mật khẩu quy định cho những cái nhân viên đi lắp đặt để tiện cái việc là hướng dẫn cũng như là bảo trì sau này. Thế thì những cái tài khoản mật khẩu này thì cái nhân viên lắp đặt họ sẽ biết, ví dụ như lắp cho một khách hàng A thì họ cũng sẽ biết là khách hàng B cũng sẽ có những cái tài khoản mật khẩu tương tự như vậy. Và những cái thông tin này có thể lộ lọt ra ngoài dưới nhiều các hình thức khác nhau, và những cái hacker có thể thu thập được và sử dụng các cái mật khẩu này để dò vào những cái khách hàng mà cái công ty này đã thực hiện lắp đặt. Và một cái nguyên nhân nữa đấy là các cái camera có thể là có chứa những cái lỗ hổng. Thế thì hacker có thể từ xa khai thác cái lỗ hổng này để xâm nhập vào camera. Ví dụ như là lỗ hổng của các cái nhà sản xuất, hay là thậm chí là lỗ hổng zero day, và bản chất là nhà sản xuất cũng chưa biết có cái lỗ hổng này, nhưng mà hacker có thể sử dụng các cái phần mềm từ xa quét và phát hiện ra là cái camera này có lỗ hổng và sau đó thì xâm nhập được vào. Và khi mà hacker đã xâm nhập được vào camera thì lúc đấy là chúng có sẽ toàn quyền kiểm soát với các cái camera này, ví dụ như là thu giữ các cái hình ảnh hay là quay lại những cái đoạn clip. Vâng, đó là những cái nguy cơ mà khi chúng ta đối mặt với cái tình trạng của hacker xâm nhập vào được camera chúng ta để có thể lấy những hình ảnh giao bán trên những trang mạng, hoặc là tìm tòi thêm những cái thông tin cá nhân chúng ta thông qua camera. Và khi camera giám sát bị lộ lọt thì người dùng có thể đối mặt với những nguy cơ gì thưa ông? Nguy cơ đầu tiên thì có thể thấy đấy là các cái hình ảnh riêng tư, những cái đoạn clip riêng tư có thể là bị lộ lọt ở trên mạng Internet. Nguy cơ thứ hai thì có thể là sẽ bị theo dõi trực tiếp online. Thì trên mạng Internet hiện nay có thể cung cấp một số các cái địa chỉ, mà khi mà truy cập vào các địa chỉ này thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra là rất nhiều các cái camera tại Việt Nam đang được giao bán ở trên các cái địa chỉ này. Và thậm chí là có những cái hình ảnh demo cho phép là người sử dụng có thể click vào một cái hình ảnh và xem trực tuyến luôn một cái camera mà đang phát cái hình ảnh trực tiếp từ một cái hộ dân. Thì rõ ràng là cái nguy cơ bị theo dõi rất là lớn. Ngoài ra thì những cái hình ảnh mà riêng tư của gia đình hay là của các cái cơ quan mà được một cái đối tượng khác họ thu thập và sau đó họ bán lại thì rất nhiều cái nguy cơ có thể xảy ra. Ví dụ như là nguy cơ về lừa đảo, tức là các cái đối tượng có thể sử dụng các hình ảnh này để dựng lên các cái kịch bản lừa đảo, sau đó thì lừa đảo tống tiền nạn nhân chẳng hạn. Thì rõ ràng là với một cái camera an ninh mặc dù được trang bị ở trong một cái gia đình nhưng lại có thể kết nối từ Internet thì một cái nguy cơ rất lớn đấy là
toàn bộ những cái thông tin, những cái hình ảnh mà camera này thu thập được có thể sẽ bị lộ lọt ra ngoài. Từ những cái rủi ro mà ông vừa chia sẻ thì người dùng không biết là có những cái nhận biết camera bị quan sát, bị hack như thế nào để có thể là ứng phó trước ạ? Với cái hình thức mà tấn công vào camera thì đối với một cái người sử dụng thông thường rất khó để có thể nhận biết là camera của mình có bị tấn công hay bị xâm nhập hay không. Bởi vì rõ ràng là cái camera nó vẫn hoạt động như bình thường. Hacker không thay đổi cái chức năng nhiệm vụ của camera. Ở đây thì camera có chức năng nhiệm vụ là thu thập các cái hình ảnh, các cái âm thanh mà trong cái vùng quan sát của nó. Thế thì hacker rõ ràng là không thay đổi cái chức năng nhiệm vụ này. Và người sử dụng vẫn thấy cái camera hoạt động bình thường, tức là vẫn thấy thu hình ảnh âm thanh, tức là cái đèn thu hình thì nó vẫn sáng. Tuy nhiên thì trong cái thời gian mà thu hình đó thì hacker sẽ thu thập một cách song song, tức là ngoài cái việc người dùng có thể xem được cái hình ảnh trong cái ngôi nhà của mình thì hacker cũng có thể xem được. Và cái điều này thì rất là khó để người sử dụng bình thường có thể phát hiện ra được là cái camera của mình có bị xâm nhập hay không. Vâng ạ, trong bối cảnh hiện nay thì mà khi mà sử dụng điện thoại thông minh hay là máy tính, nhiều người có thói quen là tải các cái ứng dụng hay là các phần mềm để phục vụ công việc cho mua sắm hay là giao lưu. Nếu thiếu hiểu biết thì người dùng có thể đối mặt với những cái rủi ro gì thưa ông? Rõ ràng là những cái nhu cầu về cài thêm các cái ứng dụng cho điện thoại, cho máy tính là một cái nhu cầu tất yếu của người dùng. Bởi vì chúng ta cũng biết là nếu như mà không có các cái ứng dụng này thì điện thoại hay là máy tính nói vui là sẽ trở thành những cái cục gạch và không có giá trị gì đối với người dùng. Và cái việc mà người dùng phải cài thêm ứng dụng, phải cài thêm cho điện thoại, cho máy tính của mình là một cái điều tất yếu bắt buộc. Tuy nhiên thì nếu như mà người sử dụng không cẩn thận khi mà cài những cái ứng dụng hay là những cái tải những cái file từ trên internet về mà lại không có kiểm chứng cũng như là không có cái nguồn gốc rõ ràng thì rất có nguy cơ là những cái ứng dụng, những cái file này có thể đã bị hacker chèn những cái đoạn mã độc. Và sau khi mà người sử dụng cài lên điện thoại hay máy tính của mình thì hacker có thể từ xa truy cập vào cái điện thoại, truy cập vào cái máy tính để thu thập các cái thông tin, các cái dữ liệu quan trọng ở trên điện thoại, trên máy tính. Và ở đây cụ thể là ví dụ như là với những cái điện thoại mà có chứa các cái tài khoản mật khẩu mà truy cập camera thì hacker có thể từ xa thu thập được cái tài khoản mật khẩu và sau đó thì thực hiện dùng cái tài khoản mật khẩu này để truy cập trực tiếp vào cái camera để thu thập các cái dữ liệu. Vâng, như vậy là người dùng sẽ cần phải cẩn trọng hơn khi mà tải các ứng dụng, phải đảm bảo những ứng dụng đó được cấp phép chứ không phải những ứng dụng lậu, đúng không ạ, để có thể can thiệp vào điện thoại chúng ta. Vậy thì càng về cái thời điểm cận Tết thì nguy cơ lừa đảo càng gia tăng với nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi. Thì ông có thêm chia sẻ gì để người dân tự bảo vệ chính mình, tránh tiền mất tật mang? Có thể nói rằng là cái thời điểm cuối năm là cái thời điểm mà cao điểm về mua sắm đối với mọi người. Không chỉ là mua sắm đối với những cái vật dụng mà chuẩn bị cho Tết, mà đây là cái thời điểm mà người sử dụng có thể nói là kết thúc một năm làm việc của mình. Thì sẽ thường chú ý đến cái việc là mua sắm cho những cái gì, một cái năm mà mình phấn đấu thì có thể là mình muốn có một cái phần thưởng gì đó cho mình. Và cái việc mà người sử dụng mong muốn mua bán các cái hàng hóa như vậy thì sẽ là một cái, có một cái sự cầu rất là lớn đến về cái việc là mua sắm và tìm hiểu các loại hàng hóa. Thế thì nhân cái dịp này thì các hacker sẽ đưa ra những cái chương trình nghe thì rất là hấp dẫn, thậm chí là có những cái món hàng mà giảm giá đến 90 hay là 95% thì dẫn tới là người sử dụng rất dễ là bị mắc phải cái bẫy là muốn mua các cái sản phẩm này với giá rẻ. Và hacker có thể đưa ra cái chương trình là phải chuyển tiền trước thì sau đó mới được nhận hàng. Thế thì khi mà chuyển tiền cho hacker thì sau đó là sẽ không nhận được về hàng hoặc là thậm chí nhận về những cái hàng mà không có cái giá trị. Thì đây là một cái nguy cơ mà năm nào cũng cảnh báo nhưng mà rất là nhiều người vẫn mắc phải. Thì để phòng tránh những cái nguy cơ bị lừa đảo như vậy thì người sử dụng cần phải chú ý mấy cái điều. Thứ nhất là các cái chương trình mà liên quan đến giảm giá hay khuyến mại thì các cái chương trình này là đều phải có những cái sự công bố thông tin rõ ràng từ các cái nhà sản xuất hay là thậm chí là trên các cái website của Bộ Công Thương. Bởi vì với tất cả các cái chương trình giảm giá hay khuyến mại thì về nguyên tắc là các cái nhà sản xuất sẽ phải đăng ký với Bộ Công Thương để chạy các cái chương trình này. Cái thứ hai nữa là chúng ta tuyệt đối là không nên cài các cái ứng dụng hay là truy cập vào các đường link lạ nếu như mà có một cái đối tượng nào gửi qua chat hay là qua email nói rằng là truy cập vào đây cài những cái ứng dụng này để tham gia vào các chương trình thì chúng ta tuyệt đối không làm theo. Bởi vì là trong tất cả các cái chương trình khuyến mãi thì cái việc mà cài thêm ứng dụng là gần như không có. Và nếu mà chúng ta nhận được một cái yêu cầu là cài một cái ứng dụng như vậy thì gần như đấy là cái hình thức lừa đảo. Và cái cuối cùng là chúng ta tuyệt đối là không nên chuyển tiền cho những cái đối tượng mà chúng ta không rõ, chúng ta chưa giao dịch bao giờ. Và các cái đối tượng này nếu mà chúng ta còn chưa gặp ở ngoài đời thì tuyệt đối là chúng ta không nên chuyển tiền. Bởi vì rất có khả năng đây là các cái đối tượng lừa đảo. Vì trên thực tế hiện nay có rất nhiều các cái vụ việc lừa đảo đã xảy ra.
và sau khi mà người dùng chuyển tiền xong thì không làm thế nào để lấy lại được tiền, bởi vì các cái đối tượng lừa đảo này có thể sử dụng các cái tài khoản giả mạo ở trên mạng và sau đó thì chuyển qua rất là nhiều các cái tài khoản trung gian, và dẫn tới là kể cả khi mà chúng ta có báo cho các cái cơ quan công an thì cũng rất khó để thu hồi lại những cái khoản tiền như vậy. Vâng ạ, và những cái đối tượng lừa đảo thường nhắm đến người già hay trẻ em hay là những đối tượng mà sử dụng đến cái deepfake, video call ấy, thì không biết là có những cái cảnh giác hay là có những cái biện pháp nào để ngăn chặn được tình trạng này? Hiện nay thì cái công nghệ deepfake cũng chưa thực sự là hoàn hảo, cho nên là những cái video giả mạo mà các cái đối tượng sử dụng deepfake để tạo ra, nếu như mà nhìn bằng mắt thường thì chúng ta sẽ thấy là nó có những cái điểm bất thường. Ví dụ như là cái khuôn mặt thì nó không được là tự nhiên và nó chỉ có những cái cử động mắt hoặc là mồm, mà các cái chi tiết khác ở trên khuôn mặt thì gần như là không có cử động, hoặc là các cái hình ảnh nó tương đối là mờ, nó không sắc nét. Thế thì nếu mà chúng ta nhận được các cái cuộc gọi mà có những cái hình ảnh như vậy thì tốt nhất là chúng ta nên kết thúc cái cuộc gọi và chuyển sang một cái hình thức liên lạc khác, ví dụ như là sử dụng cái điện thoại liên lạc truyền thống và hoặc là thậm chí là đến tận nơi để gặp mặt. Thì những cái hình thức này sẽ giúp chúng ta kiểm chứng lại xem là các cái thông tin mà chúng ta nhận được có phải là giả mạo hay là cái thông tin mà chính xác. Thế thì chúng ta không nên vội tin ngay khi mà nhận được các cái cuộc gọi, các cái thông tin mà sử dụng các cái hình ảnh mà nó không rõ nét như vậy. Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Ngọc Sơn với những cái chia sẻ xoay quanh về chủ đề lộ hình trinh tư từ camera giám sát. Gia đình tôi thì có lắp camera, thì khi lắp camera ấy thì có những cái thuận lợi rất là có thể thấy luôn, là mình có thể giám sát được xem là cái sự việc xảy ra hàng ngày. Ví dụ như là gia đình tôi thì có trẻ con, với con tôi thì cũng biết là khi mà mình đi làm mình có thể quan sát được đứa trẻ từ xa. Đấy. Thứ hai là khi mà có xảy ra cái sự việc như kiểu là mất cắp hoặc là gì đấy thì mình có thể xem lại xem là nguyên nhân như thế nào và tìm ra là kẻ gian. Với xã hội tiên tiến thì bây giờ thì gần như không chỉ cơ quan tổ chức mà rất nhiều nhà dân đã mua camera để lắp tại nhà mình cũng như tại công ty, để cũng như đảm bảo cái việc theo dõi cũng như về vấn đề an toàn an ninh đối với cái quá trình hoạt động của mình. Bởi vì cái lợi ích ở đây là camera có thể theo dõi bất kể ngày đêm, bởi vì giúp cho người sở hữu có thể quản lý được công việc cũng như được việc an ninh tại nhà riêng của mình ở bất kỳ nơi đâu. Để cũng để cái việc phòng ngừa, phòng chống đối hành vi phạm tội, ví dụ như hành vi trộm cắp hay là hành vi khác liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xâm phạm đến đời tư cá nhân cũng như là hình ảnh của gia đình cũng như của cơ quan đoàn thể tổ chức. Do đó thì việc sử dụng camera an ninh đối với cá nhân và tổ chức là rất có hữu ích, và hiện nay thì rất nhiều người dân đã sử dụng. Họ chỉ sử dụng không chỉ trong gia đình mà cả trong công ty đoàn thể, có thể trong quá trình họp trực tuyến hay là thậm chí là theo dõi vấn đề hoạt động của công ty. Khi mà một người lãnh đạo đang phải đi công tác nước ngoài hay đi xa thì chẳng hạn, cái việc có camera tại cơ quan tại tổ chức là rất có hữu ích. Còn tại gia đình cũng vậy, cũng để phòng chống cũng như đảm bảo cái an toàn cho đối với người thân và gia đình mình. Cái lộ cái thông tin cá nhân với hình ảnh riêng tư thì không ai muốn như thế cả. Và nhiều khi những cái hình ảnh nhạy cảm ấy mà được kẻ xấu có thể tống tiền mình, hoặc là có thể lợi dụng cái hình ảnh đấy để trục lợi hoặc là đưa lên mạng xã hội, những thế gây ảnh hưởng xấu đến cái về mặt hình ảnh của mình, về gia đình, về con cái. Nói chung là nó sẽ gây những áp lực về mặt tinh thần, đôi khi có thể gây những cái áp lực về mặt tiền bạc, như là các cái vị trí
trong cái quan hệ xã hội của mình. Khi mà một cá nhân và một cơ quan tổ chức bị xâm phạm, bị người khác xâm phạm hình ảnh, đời tư cũng như hình ảnh của cơ quan tổ chức tung lên mạng xã hội thì có rất nhiều cái thiệt hại, hậu quả, rủi ro về sau. Tôi lấy ví dụ như một người đang trong nhà, mình đang tại nhà mình, ví dụ là phòng tắm hay phòng ngủ của mình, mà bị lộ cái hình ảnh cá nhân nhạy cảm ra và cái đối tượng xấu đó sử dụng hình ảnh đó để tung lên mạng xã hội, thì đó là hành vi rất là nguy hiểm cho đối với lại chủ nhân, có thể là mang tính chất là làm nhục người khác, bôi nhọ danh dự, và thậm chí là hình ảnh này có thể mang tính chất là nhạy cảm như là tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Đây là một thiệt hại rất lớn về nhân phẩm, về đạo đức cũng như về tinh thần đối với người bị hại. Ngoài ra thì họ còn thể, những cơ quan tổ chức họ có thể bị đánh cắp thông tin bảo mật về kinh doanh, bí quyết kinh doanh. Đây là một cái đánh giá một tài sản vô hình đối với một doanh nghiệp, một tổ chức. Khi mà bị đánh cắp thông tin như vậy thì gây thiệt hại rất lớn cho các cơ quan tổ chức mà bị các đối tượng xấu lợi dụng cái camera an ninh đó để sử dụng hình ảnh và đánh cắp thông tin liên quan đến việc chiến lược kinh doanh, thì đây là hậu quả vô cùng lớn, thiệt hại của nó này không thể đong đếm được bằng tiền. Đây là một trong những ví dụ điển hình mà người dân cần phải để ý, cũng như cơ quan tổ chức cần để ý, lưu tâm làm sao để đảm bảo cái việc mình giữ gìn hình ảnh của mình cũng như thông tin của mình được an toàn nhất, và sẵn sàng đưa ra các biện pháp để phòng chống, phòng ngừa tội phạm. Đã có nhiều người trở thành nạn nhân của những kẻ hack dữ liệu camera an ninh. Bởi những hình ảnh nhạy cảm mà kẻ xấu thu thập được từ các camera ở nhà riêng hay thậm chí là quyền truy cập song song với chủ nhà vào hệ thống camera cũng được những kẻ đánh cắp rao bán, phát tán trong những nhóm hội. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay, rất ít người để ý đến tính bảo mật của những chiếc camera được lắp trong cơ quan, công sở, đặc biệt là camera gia đình thì hầu như người dân không để ý đến việc bảo vệ dữ liệu. Và đây là kẽ hở chính để những kẻ tò mò có nhu cầu đánh cắp dữ liệu tìm cách chiếm quyền truy cập vào hệ thống camera an ninh. Theo tôi thì cái việc mà camera mà bị lộ hay bị hack ấy, nó có 3 cái nguyên nhân chính. Thứ nhất thì đối với người sử dụng thì thường là người ta cũng không biết về kỹ thuật và không chú ý đến vấn đề về bảo mật. Thường khi mà lắp đặt camera ấy, thì họ thường các cái camera thì bao giờ cũng có những cái gọi là mật khẩu mặc định. Và khi mà người kỹ thuật lắp đặt camera xong thì thường bàn giao những cái mật khẩu mặc định đó cho khách hàng. Tuy nhiên thì sau đó thì khách hàng thậm chí cũng không nhớ cái mật khẩu luôn và chỉ có lưu một lần vào trong máy. Nhưng mà thường những cái mật khẩu đấy là mật khẩu mặc định. Và những cái chính vì những cái mật khẩu mặc định đó thì giống như mọi người hình dung là mình đi vào quán cà phê internet thì wifi thường hay để mặc định như là 1 2 3 4 5 6 7 8 hay là 8 số 8 hay là mấy số 6, thì đại khái như cái cơ bản như thế là chính vì những người dân là họ không quan tâm đến cái vấn đề bảo mật mà họ không thực hiện việc đổi cái mật khẩu đó sau khi lắp đặt camera. Cái thứ hai ở đây ấy, tức là ngoài ra thì trong cái vấn đề tài khoản mặc định ra thì thậm chí có một số cái thiết bị là kẻ xấu đó có thể tạo thêm những cái tài khoản ảo, tài khoản giả lập hay tài khoản gọi là người là backdoor ở trong đó để họ có thể thực hiện truy nhập vào bất kỳ khi nào cần. Cái nguyên nhân thứ hai ở đây tức là khách hàng thì có thể thường là lựa chọn những camera gọi là rẻ, không quan tâm đến việc vấn đề bảo mật, không quan tâm đến vấn đề chất lượng, chỉ làm sao tôi chạy được là được. Nhưng mà khi mà những cái camera mà họ sản xuất theo kiểu đại trà, không có những cái không phải là những cái đơn vị uy tín, thì những camera đấy thậm chí họ làm rất là sơ sài, chỉ làm sao đủ để chạy được thôi. Ra cái việc là truy nhập vào các cái camera đó có thể là rất là dễ dàng. Đấy là cái nguyên nhân thứ hai. Có thể coi sự sơ sót của người dùng là lỗi chủ quan khiến kẻ xấu xâm nhập hệ thống camera giám sát. Thì bên cạnh đó, những sản phẩm camera kém chất lượng với yêu cầu bảo mật thấp đã và đang xuất hiện trên thị trường cũng là nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng các camera bị đánh cắp dữ liệu một cách dễ dàng. Bởi thị trường camera giám sát hiện nay khá đa dạng về chủng loại, giá cả cũng như nguồn gốc xuất xứ. Nguyên nhân khách quan ở đây ấy, thì ví dụ đối với các cái thiết bị mà được xây dựng
trên một cái nền tảng gọi là yếu, gọi là mình nôm na gọi là yếu về kỹ thuật, thì những cái nền tảng đấy là khi truyền thông dữ liệu là không có phương pháp về bảo mật. Và mọi người hình dung thì cái camera mà để thực hiện việc xem video ấy, thì thường nó phải có một cái gọi là máy chủ trung gian. Cái máy chủ trung gian đấy thực hiện để việc gọi là như kiểu live stream qua cái kênh trung gian đó, chứ các thiết bị thì thường là không truy nhập trực tiếp được vào đầu ghi, mà qua các kênh trung gian đó để thực hiện việc là xem video, giống như mình xem những các cái hay là các cái chương trình học trực tuyến như sử dụng Zoom hay là sử dụng của web Microsoft Teams chẳng hạn. Thì những cái hạ tầng lớn như thế là họ đều có cái việc là bảo mật trên cái đường truyền và video đó, đúng không? Thì nếu mà ví dụ như những cái đầu ghi mà camera mà có nền tảng phát triển yếu, tức là họ không chú trọng về vấn đề về bảo mật, không có những cái cơ chế về mã hóa dữ liệu, thì những cái đấy thì rất dễ để cho một người có thể lần theo là một cái vết. Tức là có nghĩa là các cái kênh camera mà live stream như thế nào thì hoàn toàn họ có thể thực hiện việc kết nối thẳng với cái server đó để thực hiện việc xem những cái thông tin trên những cái kênh đấy. Những cái camera mà họ lắp ấy, kể cả những cái camera đầu ghi camera mà của những đơn vị lớn ấy, họ có những cái gọi là những cái mặc định để truy nhập làm sao rất là dễ dàng. Đó là có thể thậm chí là họ dùng cái ứng dụng của họ, nhưng mà họ chỉ cần có thể quét cái QR code thôi để truy nhập vào trong hệ thống camera để giám sát bình thường. Có nghĩa là giống như kiểu hình thức là đăng nhập nhanh ấy. Thì mọi người hình dung là cái QR code ấy, thì là một cái mà gọi là mọi người đều có thể copy được bằng cách chụp ảnh lại những cái thông tin đấy. Thì đối với những cái camera kiểu như thế ấy, thì ví dụ những đây là mình nói có tình huống là những cái kẻ xấu hay là những cái, thậm chí là những cái người lắp đặt họ có những cái ý đồ xấu chẳng hạn, họ có thể chụp lại được những cái thông tin như thế. Và rất đơn giản thôi, họ lúc nào họ cần xem họ lại mở cái app ra, họ quẹt cái QR đấy thôi thì họ cũng có thể truy nhập được vào. Họ ví dụ họ biết gia chủ này là có những cái gọi là những cái gì mà người ta có thể quan tâm được hay là người ta có thể tò mò được, thì họ có thể lại lưu lại cái những cái QR như thế, xong rồi họ có thể quét cái QR, họ có thể xem. Đấy là những cái mà gọi là tôi cho rằng là nó rất là kém bảo mật. Động cơ, mục đích của những kẻ chiếm quyền truy cập và đánh cắp dữ liệu từ các camera an ninh cơ quan, công sở hay ở gia đình có thể khác nhau. Nhưng theo các chuyên gia bảo mật công nghệ thông tin, khi xác định và phân loại nhóm đối tượng này thì có thể dựa vào đặc điểm của chính những nơi lắp camera. Ví dụ như, với những kẻ tò mò muốn lấy cắp những hình ảnh nhạy cảm của người nổi tiếng hay của những người họ quan tâm, thì sẽ tìm cách truy cập vào camera gia đình. Và đây chủ yếu là nhóm đối tượng nhỏ lẻ, nghiệp dư. Còn đối với những hacker chuyên nghiệp muốn đánh cắp các thông tin, hình ảnh bí mật liên quan đến nội bộ cơ quan, doanh nghiệp thì sẽ hoạt động bài bản hơn. Thực ra thì về bản chất thì các hệ thống camera mà gọi là với cái nền tảng kỹ thuật yếu ấy, thì mới có thể hacker có thể tấn công. Chứ còn về cơ bản thì thường là theo kiểu nguyên tắc là lộ mật khẩu là nhiều. Và thực tế thì trừ là những cái camera mang tính an ninh, ví dụ như những camera và trong các cái cơ quan có những cái mà nhạy cảm chẳng hạn như về trong hàng không, trong sân bay, trong quốc phòng, trong về giao thông, thì có thể hacker có thể tập trung gọi là nhắm đến những cái việc đấy. Chứ còn theo quan điểm của tôi thì họ cũng không tập trung đi vào cái việc là nhắm đến những cái cá nhân. Bởi vì thực ra những cái hình ảnh nhạy cảm thì ta thì có thể là chỉ những cái ông tò mò như kiểu gọi là tìm cách là lấy được những cái thông tin hay hình ảnh nhạy cảm. Mọi hành vi xâm nhập trái phép quyền truy cập và đánh cắp dữ liệu từ camera an ninh của người khác đều vi phạm pháp luật. Đặc biệt khi những dữ liệu bị đánh cắp đó được rao bán hay được phát tán với bất kỳ mục đích nào thì đều có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự tùy thuộc vào các mức độ vi phạm khác nhau. Đối với hành vi mà xâm phạm trái phép về camera an ninh cũng như là các thông tin điện tử trên mạng xã hội mà chưa được phép và tùy theo tính chất mức độ hành vi và có thể bị xem xét về truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc là xử phạt hành chính.
Hiện nay thì luật pháp Việt Nam đã có chế tài rất cụ thể. Đối với hành vi xử phạt hành chính thì đã có quy định rõ tại điều 80 nghị định số 15/2020 của Chính phủ về vấn đề xử phạt hành chính trong vấn đề liên quan đến vấn đề xâm phạm về an ninh mạng. Phạt tiền từ 10 triệu cho đến 20 triệu đồng đối với hành vi là tự ý bẻ khóa, xâm nhập trái phép đối với lại camera an ninh mạng cũng như là các thông tin điện tử trên mạng xã hội. Thứ hai là có thể bị phạt tiền từ 30 cho đến 50 triệu đồng đối với hành vi là xâm nhập, thay đổi thông tin, ăn cắp thông tin dữ liệu, thậm chí là ăn cắp thông tin dữ liệu của cá nhân tổ chức thì có thể phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng. Ngoài ra thì hình phạt bổ sung đối với người nước ngoài mà trong trường hợp mà phạm tội trường hợp trên thì bị trục xuất về nước. Đối với hành vi này thì cũng đã điều khoản xử phạt đối với tại điểm B khoản 4 điều 102 của nghị định số 15/2020 thì phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi là sử dụng hình ảnh cá nhân để hình ảnh camera để phục vụ vào mục đích là đánh bạc hay là các tổ chức liên quan đến đánh bạc, hoặc là bị sử dụng hình ảnh này với mục đích là làm các hình ảnh liên quan đến vấn đề đồi trụy mang chất dâm ô, hoặc là những hình ảnh mang chất chống lại thuần phong mỹ tục thì phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng. Còn đối với vấn đề chế tài xử phạt hình sự, hiện nay thì Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 nó có điều khoản rất cụ thể, đó là điều 289 liên quan vấn đề xử phạt hành vi trái phép đối với việc xâm phạm đối với mạng máy tính, mạng viễn thông cũng như là mạng xã hội của người khác. Thì hành vi là cố ý xâm phạm camera an ninh, hình ảnh về mạng viễn thông, các mạng điện tử khác không được sự cho phép thì phạt tiền từ 50 cho đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm tù. Trong trường hợp này thì có thể phạt tù lên tới tận 12 năm tù nếu như hình ảnh đó, xâm phạm đó liên quan đến vấn đề an ninh trật tự, an ninh của hình ảnh của quốc gia, an ninh của hình ảnh của Bộ Quốc phòng hay cơ quan an ninh quân đội hay là cơ quan của cơ quan giao thông, hoặc là thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên thì phạt tù lên đến tận 12 năm tù. Do hầu hết các camera an ninh hiện nay đều kết nối Internet, trong khi không phải người dân nào cũng có hiểu biết về công nghệ để kiểm tra xem camera của cơ quan, đơn vị hay của gia đình mình có bị kẻ xấu xâm nhập hay không. Và quan trọng hơn, đó là làm sao để phát hiện kịp thời những truy cập bất thường từ bên ngoài vào hệ thống camera an ninh của mình. Đối với những hệ thống camera thì nó có cơ bản là mình không thể nào nhận biết được là đang có ai truy nhập hay không. Thì đối với máy tính, camera của máy tính thì nó có một cái tính năng là giống như khi mà camera được bật lên ấy, thì cái đèn nó được báo sáng. Nhưng mà đối với những cái camera mà trong gia đình ấy, thì nó không có cái dấu hiệu nào nhận biết là có ai đang truy nhập vào hệ thống camera của mình. Do vậy là chỉ có bằng cách là mình sẽ phải vào tra cứu cái lịch sử truy nhập, người ta gọi là check log ấy, hay là gọi là lịch sử truy nhập, thì mình xem là có cái dấu hiệu nào bất thường hay là có những cái tài khoản truy nhập nào bất thường vào trong đấy không, và mình cũng phải rà soát xem là có những cái tài khoản lạ không. Ví dụ người ta vào được một cái tài khoản, giả dụ như vào được tài khoản admin, người ta tạo ra một cái admin phẩy hay là một tài khoản ABC gì đó, họ có thể truy nhập, mà thậm chí là lúc đấy là người chủ đã đổi mật khẩu của admin rồi nhưng mà vẫn có thể truy nhập bằng cái tài khoản phụ. Nên do vậy là mình phải ra xem là có những cái tài khoản lạ hay không ở trong đó. Nếu mà có tài khoản lạ thì mình phải thực hiện nhanh chóng là thực hiện đổi mật khẩu và xóa những cái tài khoản lạ đi. Hậu quả từ việc bị mất dữ liệu hình ảnh từ camera an ninh thì có thể thấy rõ. Tuy nhiên, trong khi nhiều người chưa để ý cũng như chưa biết cách bảo mật những chiếc camera an ninh của mình, thì trên các mạng xã hội hay trên các diễn đàn đã xuất hiện hàng chục video công khai hướng dẫn cách chiếm quyền truy cập và đánh cắp hình ảnh từ camera của người khác. Chưa thể xác minh tính chính xác của các video này khi áp dụng vào thực tế. Tuy nhiên, với việc xuất hiện những video hướng dẫn cách truy cập vào camera của người khác dễ dàng như vậy cũng khiến nhiều người tò mò muốn thử. Điều này vô tình tạo ra một hiện tượng xấu khi mà sức ảnh hưởng của các mạng xã hội đang lan tỏa mạnh mẽ như hiện nay. Giống như mọi người truy cập vào Wi-Fi thì thôi, họ cũng chỉ biết được là cái máy nào có thể có những cái thông tin là họ sẽ truy nhập vào thời điểm nào với cái tài khoản nào thôi. Họ cũng không thể nào nhận biết được là đang truy nhập với cái máy ở đâu, vị trí như thế nào, tên tuổi ra làm sao để có thể là một cái cơ sở để điều tra về sau ấy, thì cũng rất là khó.
bởi vì là những cái thông tin trên hệ thống đầu ghi họ cũng ghi được ở mức cơ bản thôi, bởi vì nó không có cái cơ chế là báo cáo cụ thể là cái các cái thiết bị nào truy nhập và truy nhập nguồn gốc từ đâu. Do vậy là cái việc mà tra cứu cái đấy là cũng rất là khó. Một cái đối tượng mà truy nhập vào hệ thống của mình, chẳng may họ có thể dùng tài khoản mạng xã hội, xong đầu họ đẩy các thông tin đấy lên, thì mình có thể lần theo được những cái dấu vết về mạng xã hội hay là những quan hệ bạn bè của cái đối tượng đó để mình có thể gọi là truy tìm được cái đối tượng ấy thôi. Đấy là chính là cái manh mối để thực hiện việc điều tra. Chứ còn nếu mà nhìn cái gọi là cái lịch sử truy nhập không thì không có cơ sở, mà cũng rất khó để phát hiện được. Ngay như các cái vụ hacker nổi tiếng ở trên thế giới ấy, thì họ truy nhập vào các cơ quan ban ngành này thôi, nhưng mà họ chỉ nhận định được là cái nguồn gốc của cái địa chỉ IP đó là truy nhập ở cái vùng nào, cái quốc gia nào thôi, và thì họ định hình ra được là có những cái đối tượng là đang truy nhập ở cái vùng đó thôi, chứ họ không thể biết được chính xác được là ai là người truy nhập. Cũng chính từ việc công khai hướng dẫn cách xâm nhập camera an ninh của người khác đang tràn lan trên mạng xã hội như vậy, mà vô tình chính những người làm nhiệm vụ lắp đặt và hướng dẫn khách hàng bảo mật camera lại tiếp tay cho những tình huống phát tán dữ liệu của khách hàng. Hiện nay ở trên mạng thì cũng có những cái vấn đề về chia sẻ hay bán các tài khoản truy nhập, nó giống như kiểu bán tài khoản xem phim. Thì thực ra thì như tôi nói lúc nãy ấy, nếu mà cái vấn đề bảo mật ngay từ lúc đầu mà mình không được đặt lên hàng đầu, tức là từ cái việc quản lý tài khoản, đặt được mật khẩu có cái độ bảo mật cao, hoặc là ví dụ như mình phải chặn được các cái kênh họ có thể thực hiện việc truy nhập vào, chẳng hạn như họ những cái tính năng truy nhập nhanh đơn giản ấy, họ có thể lưu ví dụ như một đối tượng xấu khi mà họ thực hiện việc lắp đặt camera, hoặc họ có thể copy cả một loạt các cái thông tin đấy lại với những cái thông tin cơ bản đấy, là hôm nay là ví dụ nắp cho nhà A, hôm nay mai nắp cho nhà B, rồi ví dụ như thế, thì họ có một cái tập danh sách như thế, và ví dụ như họ có thể tò mò, họ có thể quét thử, họ thể đăng nhập thử và xem là hôm nay là nhà này nhà kia xem là nó hoạt động như nào. Ví dụ như có những cái hình ảnh nhạy cảm hay thông tin nhạy cảm, họ có thể lấy cái đó làm cái gọi là thu hút trong vấn đề về việc là họ kiếm, gọi là kiếm tiền về cái việc đấy, họ có thể bán những cái tài khoản như thế. Khi đặt vấn đề về hậu quả của nạn đánh cắp dữ liệu từ camera an ninh nơi công sở và gia đình, thì nhiều người đặt ra thắc mắc, vậy làm sao để ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất nguy cơ bị kẻ xấu xâm nhập trái phép vào hệ thống camera của mình? Các chuyên gia bảo mật công nghệ thông tin cho rằng, đối với lĩnh vực camera giám sát thì do thị trường hiện nay đang khá đa dạng về nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng, giá cả. Đồng thời, người tiêu dùng sẽ khó phân biệt được đâu là hàng có chất lượng tốt và tính bảo mật cao. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia, thì các cơ quan cũng như người dân khi có nhu cầu lắp đặt camera giám sát hoặc có nhu cầu thay thế hệ thống camera cũ thì nên chọn các nhà sản xuất, các đơn vị phân phối chính hãng trong nước có uy tín để được đảm bảo hỗ trợ bảo mật cũng như xử lý sự cố trong quá trình sử dụng. Trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều các cái nguồn cung cấp camera khác nhau, và thậm chí mình có thể đi ra chợ rời mình mua cũng được. Như trên tay tôi đây là những cái đầu ghi mà tôi cũng đã từng tìm hiểu, thì rất đơn giản, tôi đi ra mua ở ngoài chợ, rất dễ để mua và giá cũng rất là rẻ. Nhưng mà sau khi bóc ra thì tôi nhìn thấy là những cái thiết bị này nó rất mang tính cơ bản, gọi là những cái đầu ghi cơ bản, nó không phải là những của những cái hãng uy tín, bởi vì những cái hãng uy tín thì họ thường bán qua những các cái kênh phân phối hoặc là những cái gọi là công ty lớn, hoặc là nó cũng có những cái chính sách về bảo mật trong cái thiết bị. Nhưng mà đối với những cái đầu ghi mà trôi nổi trên thị trường thì là gần như là mình phải nói là giống như kiểu
một học sinh vừa thôi có thể đọc được cái tài liệu để biết cách là truy nhập, biết cách hướng dẫn làm gì ra để về ấy. Nhưng mà chính vì những cái nó rất đơn giản cơ bản như thế ra là cái tính bảo mật không cao. Do vậy ấy, thì theo tôi ấy, thì khi mà lắp đặt camera thì các cái người dùng phải nên lựa chọn những cái đơn vị cung cấp camera uy tín, cái bảo mật nó đặt lên hàng đầu, và những cái camera đấy là phải đảm bảo được cái quyền truy nhập và làm sao để nó an toàn nhất đối với người dùng. Do vậy là những cái camera này thì làm sao phải là gì đặt được những hệ thống máy chủ ở Việt Nam có những cái đơn vị uy tín để cung cấp cái việc đấy, mà nên tìm hiểu, thậm chí là nên tìm hiểu để sử dụng những các camera của những đơn vị ở trong nước sản xuất. Bởi vì những trong nước sản xuất thì mình có thể dễ dàng là yêu cầu họ cập nhật, hoặc dễ dàng để có thể quy được trách nhiệm khi mà nảy sinh những cái vấn đề về việc truy cập bất thường như thế. Còn nếu mà mình mua camera trôi nổi thì mình không có cơ sở để đi gọi là tìm người ta để bắt đền, giống như bắt đền người ta được, đúng không? Thì do vậy là theo tôi thì nên khuyến cáo là phải lựa chọn những camera uy tín. Thì cái đơn giản nhất là khi mình thấy mà cái đầu ghi mà đang không an toàn, mình có thể ngắt cái đường internet ra, đường internet vào cái đầu ghi đó, thì là cái đối tượng xấu không có thể truy nhập để lấy thêm được những cái dữ liệu về lịch sử ở trong camera. Đấy là cái phương pháp đầu tiên. Cái thứ hai là khi mà bị hack như thế thì nếu chẳng may bị tung lên trên mạng thì mình cũng phải thu thập cái thông tin đấy và có thể phải báo cáo cơ quan chức năng để hỗ trợ điều tra, chứ còn mình cũng không thể nào mà tự mình giải quyết được những cái việc như vậy. Tuy nhiên, mọi biện pháp phòng ngừa cũng không thể ngăn chặn tuyệt đối hành vi xâm nhập trái phép của những kẻ chuyên nghiệp. Vì vậy, cùng với việc đề cao công tác bảo mật cho hệ thống camera, thì các cơ quan, công sở và các gia đình có sử dụng camera an ninh khi phát hiện có dấu hiệu xâm nhập, đánh cắp thông tin hình ảnh của hệ thống thì cần tiến hành các biện pháp bảo vệ cả về kỹ thuật cũng như các thủ tục pháp lý nếu cần thiết để ngăn chặn sự phát tán thông tin hình ảnh bị đánh cắp. Là người dân, khi sử dụng các camera linh thì nhiều người ta không hiểu biết về luật pháp. Là một, cái thứ hai người ta thiếu hiểu biết về thông tin các liên quan công nghệ điện tử. Và thậm chí là người đang mua các camera trôi nổi ngoài thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đấy cũng là một nguyên nhân lý do mà rất dễ bị đánh cắp về hình ảnh cũng như thông tin mà mình đã lắp đặt. Do đó trong trường hợp mà khi mà người dân hay là cơ quan tổ chức phát hiện mình bị đánh cắp thông tin hình ảnh cá nhân, đối với việc họ bị người khác xâm phạm về camera an ninh thì có nhiều biện pháp để bảo vệ. Ngoài các biện pháp bảo vệ thì cái biện pháp hữu ích nhất liên quan pháp lý đó là người dân có quyền tố giác tội phạm ra cơ quan công an hoặc là vị cảnh sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân có thẩm quyền để điều tra xác minh. Trong trường hợp này thì người dân cần phải thu thập các tài liệu, các chứng cứ liên quan đến việc bị đánh cắp thông tin cũng như là các nghi ngờ đối tượng nào đó để thu thập các tài liệu chứng cứ để nộp ra cơ quan công an có thẩm quyền hoặc là vị cảnh sát nhân dân cũng như ủy ban nhân dân các thành phố, các tỉnh để điều tra tội phạm. Hiện nay thì luật pháp Việt Nam cũng luôn ủng hộ và khuyến khích bà con người dân hãy thực hiện hành vi cùng phòng chống tội phạm nói chung và sẵn sàng tiếp nhận mọi đơn thư tố giác của người dân cũng như các cơ quan tổ chức trong vấn đề phòng chống tội phạm để ngăn ngừa phòng chống tội phạm. Do đó thì khi bà con, người dân hay các cơ quan đoàn thể tổ chức mà cảm thấy rằng mình bị xâm phạm,
bị một đối tượng nào đó xâm phạm về vấn đề an ninh liên quan đến camera an ninh cũng như là bị phát tán các thông tin hình ảnh của mình thì có quyền làm đơn tố giác hình sự ra cơ quan công an có thẩm quyền để điều tra làm rõ. Trong trường hợp này thì liên quan vấn đề này thì tôi phân tích thêm thì đối với tội liên quan đến xâm phạm này còn rất nhiều các hình ảnh, các tội danh khác nhau. Tôi lấy ví dụ như là tội làm nhục người khác. Tức là khi người ta đưa những hình ảnh bôi nhọ danh dự, đưa những comment xúc phạm danh dự đưa lên mạng xã hội thì đây cũng là hành vi mang tính chất là nhục mạ, xúc phạm nhân phẩm danh dự người khác, hoặc là những hình ảnh mang tính chất là dâm ô đồi trụy thì đây có thể được coi là tội phạm liên quan đến vấn đề tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Do đó thì có rất nhiều tội danh liên quan đến vấn đề liên quan bảo mật hình ảnh thông tin, liên quan về camera an ninh. Tùy theo tính chất hành vi mức độ thì cơ quan điều tra sẽ xem xét xử lý tội phạm theo đúng tội phạm và không để bỏ lọt tội phạm.